Bốn cặp sao nữ bằng tuổi mà như cô cháu, khởi mi trẻ bất chấp, Nhã Phương chặt đẹp Phương Mai. Nhã Phương, Phương Mai sinh năm 1990. Nhã Phương và Phương Mai đều sinh năm 1990, vẻ ngoài dịu dàng mang chút đổi ngây thơ, khiến mọi người bất ngờ khi biết Nhã Phương cùng tuổi với một Phương Mai sắc sảo quyến rũ. Sở hữu gương mặt xinh đẹp, phong cách trẻ trung, trông cô nàng trẻ trung hơn hẳn so với tuổi 29. Dù mới sinh con nhưng Nhã Phương vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, gương mặt xinh đẹp, được xếp vào hàng cực phẩm. Theo đuổi hai phong cách cùng hình tượng khác nhau, Nhã Phương luôn trẻ trung hơn Phương Mai rất nhiều. Từ nhiều năm nay, chân dài Phương Mai tạm dừng hoạt động người mẫu để chuyển hướng sang làm MC. MC Phương Mai thường lựa chọn cho mình những bộ cánh sexy cúp ngực, tôn được đường cong gợi cảm, đặc biệt là vòng ngực nở nang. Ở tuổi 29, Phương Mai vẫn yêu thích cuộc sống tự do phóng khoáng, khám phá thế giới chưa có ý định bó buộc mình vào hôn nhân. Miu Ngọc Hân sinh năm 1989. Tuy sinh cùng năm 1989, nhưng Hoa hậu Việt Nam năm 2010 lại lép vế hơn hẳn Miu về độ trẻ trung. Ngọc Hân mang nét trưởng thành chững chạc, trong khi Miu vẫn không khác gì một cô gái mới lớn. Không thể chê được nhan sắc xinh đẹp trẻ măng của Miu. Miu với bộ đồ cá tính năng động trong cô nàng không khác gì, gái 18 tuổi. Khác hẳn với Miu, Ngọc Hân lựa chọn cho mình phong cách thanh lịch và duyên dáng. Hiếm khi diện những bộ cánh táo bạo cắt xẻ mạnh tay, Ngọc Hân trung thành với những chiếc áo dài, váy trang nhã phù hợp với vóc dáng. Chính sự tinh tế ấy đã giúp Ngọc Hân ngày càng trở nên hoàn thiện hơn trong mắt công chúng mỗi khi xuất hiện. Tuy nhiên, gương mặt xinh đẹp của Ngọc Hân không già so với tuổi 31 chút nào. Khởi My Bảo Thanh sinh năm 1990. Cùng sinh năm 1990, nhưng có thể dễ dàng nhận thấy Khởi My thì trẻ trung tinh nghịch, Bảo Thanh lại đầm thắm dịu dàng. Xếp Khởi My và Bảo Thanh đứng cạnh nhau, dễ dàng nhận thấy nữ diễn viên sống chung với mẹ chồng, trông dừ hơn hẳn. Bảo Thanh có gương mặt xinh đẹp, phong cách nhẹ nhàng, đã mang nét trưởng thành. Khởi My từ năm này qua năm khác, kể cả trước khi lấy chồng đến bây giờ, đã lập gia đình, nữ ca sĩ vẫn xuất hiện với diện mạo xì tin như thế này. Cô là một trong những sao Vbiz giỏi đánh lừa tuổi tác nhất, vì nếu có nói Khởi My đã chạm đến mốc 30, nghe sai sai thật khó tin. Hari Won trang trần, sở hữu nụ cười rạng rỡ cùng tính cách tươi vui dễ gần. Chẳng mấy ai ngờ được Hari Won và trang trần lại bằng tuổi nhau khi cùng sinh năm 1985. Hari Won vẫn nhí nhảnh hồn nhiên, dù đã bước sang tuổi 34, còn trang trần lại trông đứng tuổi hơn hẳn một phần vì luôn thích trang điểm đậm. Đã ngoài 30 lập gia đình, thế nhân vẫn khó để đoán được tuổi thật của Hari Won khi nữ ca sĩ luôn tươi tắn rạng rỡ cùng vẻ ngoài đáng yêu mỗi khi xuất hiện. Kể từ sau khi kết hôn với Trấn Thành, Hari Won không có nhiều thay đổi. Cô vẫn giữ được sự trẻ trung đáng yêu, chinh phục khán giả bởi chính tính cách của mình. Đỉnh cao hách tuổi là chụp ảnh thật cute như thế này. Trang Trần lại lựa chọn phong cách lady chững chạc hơn so với độ tuổi của mình. Cô luôn được biết đến với gương mặt sang chảnh. Khóc cạn nước mắt, Hoa hậu Diễm Hương xin lỗi mẹ ruột sau 1.400 ngày bị gia đình từ mặt. Sau 4 năm bị mẹ ruột từ mặt, Diễm Hương đã có cơ hội được gặp và ngồi ăn cơm chung cùng bố mẹ. Lần đầu tiên gia đình cô đoàn tụ đầy đủ kể từ 1.400 ngày xa cách. Mới đây trong chương trình Lời Chưa Nói, Hoa hậu Diễm Hương bất ngờ chia sẻ về tình cảm giữa cô và mẹ đẻ. Nàng hậu cho biết cô đã đoàn tụ mẹ và người thân trong ngày đầu xuân năm mới. Sau đó, cùng ăn bữa cơm cùng gia đình. Hoa hậu Diễm Hương cho hay, hiện tại cô đã được nói chuyện với ba mẹ, ông bà ngoại cũng chào đón và dành nhiều tình yêu thương cho con trai cô, bé Noan. Đây cũng là lần đầu tiên cả gia đình Diễm Hương được ngồi lại với nhau sau hơn 1.400 ngày xa cách. Trên sóng truyền hình, Chân Dài sinh năm 1990 bật khóc và gửi lời cảm ơn tới mẹ. Không biết là mẹ có coi chương trình này không, nhưng con rất cảm ơn mẹ đã rộng lượng tha lỗi cho con vì tất cả những lỗi lầm của con đã làm mẹ buồn phiền suốt 4 năm qua. Khi con quay trở về vẫn không có một lời trách mắng và mọi thứ xảy ra như chưa bao giờ có 4 năm vừa qua. Con cảm ơn ba luôn là người lắng nghe và kết nối giữa con với mẹ. Cô nghẹn ngào, Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 tiết lộ bây giờ cô đã dám khóc, dám thừa nhận những việc mình làm. Đây là điều khác biệt của Diễm Hương hiện tại và trước kia. Ngày xưa cô khóc nhưng không dám thừa nhận. Như mọi người biết, Hương đã dám từ bỏ rất nhiều thứ mà ở thời điểm đó mọi người nghĩ Hương khùng hoặc bất cần, thì mẹ là người phản đối kịch liệt nhất. Không phải vì mẹ tiếc của, mà là mẹ lo lắng với một đứa bất cần như Hương, liệu điều gì sẽ giữ chân được con gái mình. Nhưng sau khi rời khỏi vòng tay ba mẹ, Hương đã biết quý trọng đồng tiền hơn, biết nỗ lực kiếm tiền.
cũng biết nỗ lực để giữ được tích lũy cho mai sau. Hương bây giờ bớt nóng tính hơn, ăn nói khéo léo hơn trong việc cư xử với người lớn. Nếu là hồi xưa Hương còn nhỏ, Hương cũng không biết nói gì đâu, nhưng bây giờ mình đã biết lựa lời để ba mẹ hiểu ý mình hơn, Diễm Hương bộc bạch. Trước đó, Hoa hậu Diễm Hương cho biết cô từng bị mẹ ruột từ mặt. Nguyên nhân được lý giải do mẹ ruột không ủng hộ cô tham gia cuộc thi Hoa hậu cũng như dấn thân vào showbiz. Chưa kể quyết định đường ai nấy đi với ông xã đại gia và tái hợp người chồng hiện tại khiến mẹ ruột chân dài 29 tuổi phản đối kịch liệt. Thậm chí khi Diễm Hương đi quay cùng danh hài Hoài Linh, mẹ cô còn đến tận nơi la mắng. 4 năm không được mẹ nhìn nhận cũng chính là lý do khiến cô bị trầm cảm đến mức phải nhập viện điều trị. Có thời gian bác sĩ còn sợ Hương tự tử vì chuyển biến của bệnh rất nhanh, nhưng chuyện này Hương giấu mọi người. Nhiều lúc có ý định không tốt, Hương lại nghĩ đến gia đình, đến con mình, rồi tự nhủ mình không được chết, cô bộc bạch. Ra mắt Moon Hong không như mong đợi, lầm tay đi cắt tóc đổi vận, gặp chuyên gia Thái càng đẹp trai. Sau khi ổn định cuộc sống trên đất Thái, Lâm Tây quyết định đổi kiểu tóc mới đẹp trai đúng tim fan nữ, trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử bóng đá Việt Nam sau khi chuyển sang đầu quân cho câu lạc bộ Môn Thông United. Đặng Văn Lâm được nhiều người kỳ vọng sẽ làm nên chuyện ở Thái League. Tuy nhiên, trong trận đầu ra quân cho đội bóng mới, có vẻ do căng thẳng, Lâm Tây đã không có một màn trình diễn như mong đợi. Trong trận đấu giao hữu trên sân nhà gặp đối thủ, nhằm chuẩn bị cho mùa giải mới, Văn Lâm được trao cơ hội bắt chính lần đầu tiên cho Môn Thông United. Dù câu lạc bộ mới của Thủ Thành sinh năm 1992 dễ dàng giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước đối thủ, song bản thân anh chàng đôi chút gây thất vọng khi góp phần khiến đội nhà dính bàn thua. Trong tình huống đó, Văn Lâm phán đoán trái bóng đi ra ngoài khung gỗ nên không đổ người. Thế nhưng, bóng đã dội cục dọc, văng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của tuyển thủ Việt Nam cũng như các đồng đội. Tuy nhiên, trong phần lớn thời gian, Lâm Tây đã thi đấu khá tập trung và không còn để bản thân mắc thêm sai lầm. Có lẽ, để đổi vận may sau màn ra mắt cũng như mong đợi ở Môn Thông United, anh chàng đã đi thay đổi kiểu tóc mới. Văn Lâm được một nhà tạo mẫu kiểu tóc uy tín của Thái Lan, đích thân cầm kéo phục vụ. Kiểu tóc được vuốt gel gọn gàng, giúp anh chàng càng thêm đẹp trai lịch lãm như tài tử. Hy vọng ngoại hình mới sẽ giúp chàng thủ thành có thêm may mắn và tự tin khi thi đấu trên đất Thái. Phương Thanh bất ngờ công khai việc đuổi chị dâu ra khỏi nhà vì lén lút ngoại tình. Chuyện nhà cửa của Chanh và bà chị dâu ngoại tình liên quan với nhau cùng một lúc, Chanh mới đuổi ra khỏi nhà vì gian tà, Phương Thanh viết. Phương Thanh tố cáo chị dâu ngoại tình. Cách đây vài ngày, nữ ca sĩ Phương Thanh bất ngờ công khai chuyện riêng của gia đình cô liên quan tới người chị dâu. Theo lời của Phương Thanh, chị dâu của cô đã lén lút quan hệ bất chính với một người đàn ông khác trong khoảng thời gian rất dài. Đến một ngày, anh trai cô vô tình cầm điện thoại của vợ nghe, thì thấy đầu dây bên kia âu yếm gọi vợ mình là bà xã tương lai. Dù biết được câu chuyện đau lòng đó, anh trai Phương Thanh vẫn quyết định sẽ giữ im lặng cho đến khi người nhà của ông bố tung hê mọi thứ trên mạng xã hội. Một thanh niên tố cáo chị dâu Phương Thanh quan hệ bất chính với bố mình được đăng tải trên mạng xã hội. Người đàn bà nói dối với bồ: em ly thân chồng em 10 năm rồi. Ông bồ đã gọi người đàn bà này là bà xã tương lai. Ông chồng ở nhà vẫn tin tuyệt đối vợ. Ông chồng không biết lên mạng, ít giao tiếp nên không nghe ngóng thông tin bên ngoài. Vẫn tin vợ bất chấp gia đình đã thu thập được nhiều thông tin về bà vợ ngoại tình. Ông chồng vẫn không tin ai hết ngoài vợ. Vợ vẫn đi ra ngoài với bồ. Ông chồng vẫn không hay biết gì cho tới một ngày tin nhắn điện thoại của bồ gọi vợ mình là bà xã tương lai. Ông chồng điên lên phóng xuống nhà em gái ông bồ thì được người ta trả lời: vợ của anh nói đã ly thân chồng 10 năm rồi, mọi việc rơi vào im lặng. Ông chồng im ru, vì sao chỉ có ông chồng biết? Vì ông còn có 2 đứa con. Con trai của người bồ bà vợ gọi điện thoại nhắn tin, báo cho ông chồng nói rằng vợ ông chưa ly dị, nhưng đã quen với bố tôi. Ông chồng vẫn im lặng không tin nên không trả lời cậu con trai kia. Cho tới một ngày anh con trai đọc được thông tin trên Facebook: em ông chồng về vợ ông ta, mọi thông tin được vỡ lẽ ra, Phương Thanh viết trên trang cá nhân. Muốn được đối chất các bên một cách công khai, sau khi sự việc bị vỡ lẽ, gia đình Phương Thanh đã có những động thái mạnh mẽ gay gắt với người chị dâu. Phương Thanh kể, cô đã quyết định đòi lại căn nhà từng cho gia đình anh trai mượn để sinh sống. Thế nhưng Phương Thanh bị chị dâu chửi mắng, đòi đánh khiến cô ức. Đó cũng chính là lý do khiến Phương Thanh quyết định nói ra hết mọi thứ trên mạng xã hội, với mong muốn có thể giải quyết triệt để được sự việc này. Cả nhà cho em lộ việc gia đình lần cuối cho xong, vì bà chị dâu nhà này cũng kinh khủng lắm, nên em phải nhay với bà để công khai.
bà ta mới chịu lộ diện, chứ không toàn đứng sau lưng, nói sai hết đi tất cả, làm cho mọi chuyện rối tung cả ba bên gia đình, sống mà cái mồm nó xạo là không được với Chanh, cô viết. Phương Thanh kể thêm, chuyện nhà cửa của Chanh với bà chị dâu ngoại tình liên quan với nhau cùng một lúc, Chanh mới đuổi bả ra khỏi nhà vì gian tà. Gia đình muốn họp mặt kính để giải quyết, bà này cứ đứng sau lưng chồng, để ông anh mình ra giải quyết, nhất định không ra mặt cho tới hôm nay luôn. Bên cạnh đó, Phương Thanh cũng cho biết người chị dâu đã có động thái kiện cô vì đã vu khống chuyện ngoại tình. Đêm khuya qua, Chanh nhận được thông tin chị dâu nói kiện Chanh vì vu khống chuyện bản ngoại tình. Nếu kiện ra, Chanh sẽ mất hết danh tiếng. Không biết bà nghĩ sao chuyện nó lại đơn giản như thế. Chanh đây đang mong bà ta lên tiếng bữa giờ cho sự việc mau kết thúc. Chứ nếu Chanh xử lý ra mặt gắt quá cũng không được, cô nói. Phương Thanh khẳng định cô sẵn sàng đối chất một cách công khai để tìm ra lẽ và kết thúc tất cả mọi chuyện một cách rõ ràng. Bị nghi UST còn Lan Ngọc chỉ là nữ phụ đam mỹ, chị dừng phát biểu như đổ thêm dầu lửa. Tưởng Lan Ngọc là nữ chính ngôn tình, hóa ra lại là nữ phụ đam mỹ, chuyện tình ngày càng rắc rối. Chuyện tình cảm của các sao Việt luôn là đề tài được các khán giả rất quan tâm. Đặc biệt là những mối quan hệ mập mờ không rõ ràng tình Tây Ba. Cụ thể, thời gian gần đây, truyền thông khá đau đầu với chuyện tình chẳng biết thế nào mà lừng giữa ST Lan Ngọc Chi Dân. Trước đó, ST và Ninh Dương Lan Ngọc đã có nhiều khoảnh khắc khá thân thiết, thậm chí còn thả thính nhau rất vô tư, nên nhiều người rất hy vọng cả hai là một đôi thực sự và sớm công khai tình yêu. Tuy nhiên, chờ mãi cũng chẳng thấy kết quả đâu, mà sau đó thì Lan Ngọc lại bị chụp được những khoảnh khắc thân thiết với Chi Dân, cùng nhau đi ăn, đi chơi. Nhiều người cho rằng Lan Ngọc và Chi Dân đang yêu nhau, nhưng cả hai vẫn chẳng hề lên tiếng về chuyện này. ST và Ninh Dương Lan Ngọc được nhiều người ủng hộ đến với nhau. Cả hai có nhiều khoảnh khắc tình tứ. Không chỉ với ST, với Chi Dân thì Lan Ngọc cũng khá thoải mái. Cả hai cùng bị bắt gặp nhiều lần đi ăn, đi chơi cùng nhau. Câu chuyện còn rối ren hơn nữa khi mới đây, một fan đã bắt gặp Lan Ngọc cùng Chi Dân và ST đi ăn cùng nhau, trong khi đó Chi Dân và ST lại ngồi cạnh nhau. Sau những bức ảnh này, những suy đoán Lan Ngọc yêu Chi Dân hay yêu ST tạm thời được gác lại, thay vào đó lại là nghi ngờ về tình cảm giữa Chi Dân và ST. Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng liệu có khi nào Lan Ngọc không phải là nữ chính ngôn tình trong chuyện này mà chỉ là nữ phụ đam mỹ. Và mới đây khi được phóng viên trả lời về chuyện này, Chi Dân đã có phát biểu khá mập mờ. Anh cho biết cả ba đều là bạn, không hề có cặp nào cả và không muốn nói thêm về chuyện tình cảm, bởi tình cảm thì cũng có lúc thay đổi. Bên cạnh đó, anh muốn khán giả hãy quan tâm đến các sản phẩm âm nhạc của mình. Mới đây, Chi Dân, Lan Ngọc và ST bị chụp ảnh khi đi ăn cùng nhau. Câu chuyện tình cảm bắt đầu trở thành khó giải thích. Chi Dân mới đây đã đến ủng hộ ST ra mắt sản phẩm mới, hai người chụp ảnh khá thân thiết. Chi Dân chia sẻ về nghi vấn cặp kè ST, còn Lan Ngọc thực chất chỉ là nữ phụ trong cuộc tình đồng giới.